Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong chuyên mục Sống khỏe mạnh hạnh phúc hôm nay là bài viết Nửa đời còn lại hãy học cách chấp nhận buông bỏ và sống bình thản của Bảo Quyên sưu tầm đăng trên Vietnam Plus ngày 3 tháng 5 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ. Nửa đời còn lại hãy học cách chấp nhận buông bỏ và sống bình thản. Con người đến một độ tuổi nhất định tự nhiên sẽ không còn thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Họ tìm đến những nơi yên bình để tâm thái bình thản, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời còn lại chúng ta cần phải biết yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, nghĩ thoáng một chút và quan trọng là hãy chăm sóc nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. Một trái tim trầm tĩnh và bao dung, đây sẽ là cách sống tốt nhất cho nửa quãng đời còn lại của cuộc đời. Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình. Bạn nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, không đồng ý với ý kiến với con cái. Những điều này cũng không có vấn đề gì cả. Hãy tập trung suy nghĩ thoáng lên, chấp nhận, buông bỏ, cho dù cúi người xuống nói xin lỗi thì có sao. Lúc này bạn cũng có thể lau nhà, lấy ra một đống dẻ lau, cúi người lau sạch sàn nhà trước mặt mình. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Sẽ đến một lúc nào đó, con người tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Hãy lựa chọn giữ im lặng khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai, khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên nếu không muốn nói thì đừng nói, mà khi có nói nhiều cũng vô ích. Có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. Nửa đời về sau, hãy tiếp tục học tập. Thư pháp, hội họa, cờ tướng, yoga, ca hát, khiêu vũ, đọc sách, xem báo đều là một trong những thứ chúng ta nên tiếp tục học. Hãy mang theo bên mình một chiếc máy nghe nhạc, dù là buổi sáng ở nhà hay ra ngoài tập thể dục, luyện khí công vừa nghe nhạc vừa làm việc khác. Như vậy có thể đem đến cho cuộc sống rất nhiều niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu, bởi cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Mỗi lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay là thực sự tồi. Chỉ cần biết cuộc sống là tác phẩm độc nhất vô nhị của chúng ta thì sẽ không phải hối tiếc nếu ngày đó mình không làm như vậy. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông thả bản thân. Hãy thỉnh thoảng cho phép bản thân được ăn những món mình yêu thích. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Có phải là có lúc cũng thèm thịt cá? Vậy thì cứ ăn đi. Thực phẩm lành mạnh có lợi cho cơ thể, nhưng thỉnh thoảng cũng nên buông thả bản thân một chút. Cuộc đời không nên gò ép bản thân mình quá. Ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị gần gũi. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ ngợt một chút. Nửa đời về sau có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ, không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não. Nửa đời về sau, hãy gìn giữ sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại, càng làm cuộc sống thêm phức tạp. Đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Sống đơn thuần ở hiện tại, đơn thuần cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, đơn thuần nhận ra niềm vui của vận động, đơn thuần cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản. Nửa đời về sau, hãy luôn mặc đẹp. Tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi mà không muốn trưng diện nữa, bởi yêu cái đẹp là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời. Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật nhiều bộ đồ xinh đẹp, đến những nơi đẹp đẽ nhất, chụp những tấm hình rực rỡ nhất. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Quy luật đối nhân xử thế là vậy. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ, cũng đừng tiếc một lời chúc phúc.
thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống tốt đẹp nhất.